15X Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương nha. Thì bây giờ là 4:32. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2023. Thì hôm nay sáng sớm mà có sương. Ở như các cô chú anh chị thấy ha. Ngoài kia thì đèn đường vẫn đang mở ha. Tối một lát 5 giờ thì đèn nó tắt hết. Sáng nay thì hai vợ chồng 15X mua cho cậu Năm bánh ít nè. Đó. Rồi cái này là tàu hũ, rồi bia đó, 5 cái bánh ít viên ly tàu hũ. Cái nào mà người ta có sáng sớm thì mình cũng để ý mua cho cậu Năm ha. Thì 15 sẽ mua hay mua những cái món mà cậu Năm thích. Hôm qua thì trời mưa rất là lớn luôn. Bây giờ 15 sẽ mang đồ qua bên kia. Không biết là cậu Năm là vậy chưa? Chắc là cậu Năm cũng vậy rồi. Hôm qua thì như các cô chú các anh chị thấy ha, mộ của cậu Năm thì hoàn thành gần như là 100% rồi. Còn những cái chi tiết khác như là dán cái bông sen cũng như là cái quyển sách nữa là xong. Bây giờ 15 lấy cái hao cái thao ha, dành riêng cho là tao bàn thờ. Mình treo riêng cái hao này để dành la bàn thờ cho cậu. Cái chỗ này trơn quá, mé một chút nữa là chụp ếch luôn rồi. Ê, mé một chút mình chụp ếch luôn á bà xã. Ừ. Chụp con ếch hơi bự á. Trời, hôm qua mưa rất là lớn luôn. Mà hôm qua là 15 mét về sớm đi rước bé cho nên mình không có ở trong đây là không biết. Ở đây có một cây đèn bị tắt với một cái cây đèn cầy chung. Rồi con chợ con Năm cũng mới đến. Như các cô chú các anh chị thấy ha, mộ con Năm quá đẹp luôn. Bây giờ nếu mà nói về thiếu sót thì chỉ có thể là thiếu cái pháp dành với cái con cháu đồng lập mộ ha. Từ xa là nó ánh lên cái chữ nó đẹp mà quá đẹp, đây là hay cậu có hành này, hay cũng hành này. Bây giờ 15 sẽ đem mấy cái cây nhang khổng lồ này ra vì cái tàn của nó rất là lớn. Mình sẽ để riêng một cái giọt như vậy, tàn nhang thì không thể mà bỏ giọt rác được. Giờ bà xã thì rửa mấy cái chung cho cậu. Hôm qua đốt tổng cộng như 6 cây, giờ còn 3 cây nữa. Nhờ có cái cây nhang 24 giờ này mà sau một đêm mộ con Năm vẫn còn nhang khói. Bây giờ mình làm rồi, em chào chị Nhi nha.
Chị Nhi cũng vừa đến luôn. Và nó sẽ lấy một cái dĩa để đựng nhang. Bây giờ mình nó sẽ ém mấy cái tro của ba cái nhang này xuống cho nó cứng khi mà mình thắp nhang. Rồi bây giờ mình sẽ gom mấy cái tàn nhang này lại, như là thắp đèn lại cho cậu. Chưa. Có bị sao không? Giờ mình nó sẽ đốt đèn lại. Có bà con cô bác nói mừng năm mới mình nên đốt hai cái đèn thôi, nhưng mà mừng năm mới thấy hai cái đèn thì nó rất là tối, nó không có ấm nên mình đốt luôn. Tại vì bà con cô bác mua rất là nhiều đèn, với lại là đèn cầy ly cũng nhiều nữa, nên mình đốt mỗi bên mấy cây. Dù sao mà nếu mà có mưa mà có bão gì đó thì lỡ mà có gió thổi tắt thì tắt mấy cây thì cũng còn mấy cây, chứ mà lỡ mà có hai cây gió thổi tắt hết thì một năm tới hôi luôn. Em gọi anh làm anh hết hồn. Rồi xong rồi đó, em bỏ Mr. Tài 66 đã tới.
thì cái nhang này mình sẽ bỏ một bên. Rồi bây giờ mình sẽ mang đồ ra cúng cho cậu. Ủa anh mong mấy cái mâm nhỏ ha. Mang qua đây em. Hôm nay chị Nhi cúng gì cho cậu ha? Wow, này cũng bênh bia sớm. Này đói à, có cúng cà phê không chị? Rồi bây giờ 15 mét sẽ chắc bánh ra. Cúng cho cậu nguyên mâm luôn. Mà sớm thì cho cậu ăn nhẹ nhẹ chứ chút nữa. Sáng là quá chừng cái đồ. Đồ ăn luôn. Những cái đồ chay, đồ mặn cũng có. Em cua giúp hai con đi giùm anh. Con trảnh thì cua. À anh đánh. Để không đi vô đường. Rồi. Rồi đi ha. Cẩn thận nha. Anh để ra luôn ha. Cẩn thận nha chị. Chắc mình đem đem luôn. Em lấy cái hộp quẹt đây mình đốt ngoài đây luôn nha. Bây giờ 15 mét sẽ vào bên trong để cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Ở bên đây thì có 6 ngọn đèn
mà không có tắt ngọn đèn nào hết. Wow, quá đẹp luôn. Bây giờ chỉ còn thiếu cái pháp danh với cái con chó đồng lập mộ nữa sẽ là đầy đủ ha. Đó, quá đẹp luôn. Đây là một cái bức tranh về khuya. Cầu Năm rất là đẹp. Ở đây thì cái quyển sách Mặt Cười Mặt Khóc thì vẫn chưa được cố định nha. Đây là cái bông sen. Kế bên bên dưới cùng đó, đó là chính là một cái tràng hoa. Tràng hoa rất là đẹp luôn, tràng hoa bằng vải ha. Đó, cái tràng hoa bằng vải nhìn xa thì tưởng y chang như thật. Rồi bây giờ Ramat sẽ sang bên kia. Bên đây thì cái đèn này nó bậy hết rồi. Vậy là tính ra hôm qua là không có bị tắt con đèn nào. Chút qua. Rồi bây giờ mình Ramat sẽ ra bên ngoài để thắp nhang và cúng cho cậu ha. Cái con gì mà kia nghe nó rùng rợn dữ ha. Chị Nhi nghe không? Đúng rồi, không biết con đó con gì mà kêu nghe rùng rợn ha. Sợ. Đúng rồi. Khuya mà kêu người cái é. Bây giờ mời Lâm Bếp sẽ mời cho cậu Năm một cái xíu thuốc nữa. Hai chồng mình mỗi người một điếu ha. Bữa anh thấy cái điếu thuốc của cậu á, nó trái xì dòng như này.
Cái bình dầu này bị mất cái nắp hay sao ha? Sao lại để đây ta? Chuyện lạ ta. Mình nó đổ rồi, nó ngã, nó đổ hết. Ủa? Sao tự nhiên phá? Em bật hả? À, anh hiểu rồi. Có lẽ là cái đèn năng lượng này nó bị hết năng lượng nè. Khi mà mình thắp đèn á, sáng lên hết thì nó mới phát nhạc á. Chuyện là này là theo lý giải của 15 mét, nhưng mà không biết đúng hay không. Đúng rồi. Thường là phải phơi nắng. Sáng nay thì 15 mét mời cậu ăn bánh đít ha, nằm cho bánh đít, uống hai lon bia, bia mà cậu thích nè, rồi một ly tàu hũ nữa. Đó. Toàn cảnh sáng nay. Rồi bây giờ thì 15 mét xin phép toàn thể quý cô chú anh chị là kết thúc video này. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.